nhưng lúc thấy anh đen đột. Con sống ở đâu vậy? Con đi đây. Con chào cô. Sao ơi trên cao lấp lánh. Không thể được. Người đã bỏ rơi mẹ và mình. Hình bóng một nụ cười giữa đời sơ chia. Cánh chim trời nào rồi sẽ vụt bay ta xa muôn trùng. Cho em một chút vô tư ngày nào qua. Biết mai này rồi đời sẽ còn ai bên em. Ta đã bỏ rơi mẹ và mình một cách đau đớn như vậy. Họ vẫn sống hạnh phúc. Không được. Như vậy là không đúng. Không đúng. Không công bằng. Làm sao có thể trở về làng mình trong khi biết rõ mình là ai chứ? Ông ta đang nghĩ gì trong lúc nhìn mình chứ? Nếu như ông ấy chỉ có một chút lòng áy náy có lỗi với mình thì ông ta không thể nhìn thẳng vào mặt mình như vậy được. Mình sẽ không bao giờ tha thứ. Tuyệt đối. Giờ Vi biết phải làm sao. Vi biết phải đối xử với Thanh như thế nào. Thanh trả lời với Vi đi. Vi biết phải làm sao. Vi này, không biết đi đâu mà giờ này cũng chưa về nữa. Cháu nói là Vi nó tự động bỏ đi ra ngoài lớp học ngay trong giờ học mà lại không nói một tiếng nào à? Dạ, như lời em cháu nói thì như vậy à. Chắc không được rồi, cháu đi tìm Vi đây. Biết nó ở đâu mà tìm? Ở đâu cháu cũng đi. Vi, sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Em có biết nãy giờ mọi người lo lắng cho em lắm không?
Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Có chuyện gì thì cũng phải báo cho mọi người biết tiếng chứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Khanh đến đây chi vậy? Khanh đã nghe Phương kể hết rồi. Nghe nói trong giờ học Vi bỏ đi mà không nói tiếng nào hết. Hà và Trang đưa cặp của Vi đưa cho Khanh mang về đó. Cảm ơn. Vi nhận được cặp rồi. Khanh về đi. Vi à, sao em lại nói như vậy? Nãy giờ Khanh nó lo cho em lắm đó. Thôi chị à, Vi, Khanh sẽ chờ ở đây đến lúc đóng cửa tiệm. Tụi mình sẽ nói chuyện với nhau nha. Không cần như vậy đâu. Khanh đi về đi. Khanh không biết chuyện đó là chuyện gì, nhưng nói chuyện rồi. Không nghe Vi nói sao? Đã nói là không có chuyện gì để nói mà. Đi về đi. Vi mệt quá. Vi không có chuyện gì nói đâu. Khanh về đi. Lần đầu tiên mình thấy Vi với nét mặt lạ như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ta? Gặp Vi chưa anh hai? Vi có nói tại sao vậy không? Không biết. Vi không nói gì hết. Không nói chuyện với anh hai luôn hả? Ừ. Đang tính cho nó một lời khuyên với tư cách là một tiền bối trong cuộc đời, bà làm gì vậy? Lời khuyên bậc tiền bối cái gì? Lời khuyên tốt nhất của ông bây giờ là im miệng lại. Ha. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã làm cho chú lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện gì mà đến nỗi phải bỏ học rồi không chịu liên lạc gì về tiệm hết? Cháu hứa từ đây về sau sẽ không có chuyện này xảy ra. Bởi vậy chú đừng có hỏi nữa nha. Chà, coi bộ chuyện này cũng khó nói ra lắm hả? Để mai mốt, mai mốt có dịp cháu sẽ kể cho chú nghe hết. Còn bây giờ cháu không có nói gì được hết. Cháu xin lỗi. Vậy thôi, chú cũng không hỏi thêm. Nhưng mà lúc nãy chú thấy cháu thái độ như vậy là cũng hơi quá đáng với Khanh. Ngày mai nếu có gặp Khanh, xin lỗi anh ta ăn tiếng. Sao không trả lời? Chuyện đó cháu tự lo được. Chú đi về cẩn thận nha. Ừ. Tối nay đừng có suy nghĩ gì nữa. Ngủ cho ngon đó nha. Cháu lúc nào cũng mang ơn chú. Chú có biết không? Con này, muốn như vậy thì đừng có làm cho người ta lo lắng nữa. Nghe không? Ráng sống cho nó ngoan á. Bây giờ con biết phải làm sao hả mẹ? Con không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra với con bây giờ. Con
con không thể tha thứ cho con người đó. Con thấy ghét cả mẹ, vì mẹ đã để lại cho con sự thách thức lớn lao này. Con ghét ông ta, ghét tất cả. Chuyện gì vậy? Vi ngủ có ngon không? Ngủ dậy thấy tâm trạng có khác hơn không? Vi muốn người ta bực bội như vậy sao? Nếu thật sự Vi có chuyện khó nói thì ít ra Vi cũng phải nói như vậy chứ. Nếu vậy Kha sẽ không hỏi Vi nữa. Vi nói cái gì đi, Vi nói bất cứ cái gì thì Khanh mới chia sẻ với Vi được chứ. Tại sao Vi phải nói với Khanh tất cả những chuyện riêng tư của Vi chứ? Khanh ơi, Vi xin lỗi, nhưng tụi mình không thể gặp nhau như vậy được đâu. Hôm qua Vi làm sao vậy? Bất ngờ lắm phải không? Đương nhiên rồi, Vi bỏ đi như vậy không bất ngờ sao được. Chắc chắn là bất ngờ quá rồi. Khai ra mau, có chuyện gì vậy? Bộ Hà với Trang không có lúc nào có cảm giác giống như Vi sao? Tự nhiên đang ngồi học có cảm giác muốn thoát ra khỏi cái lớp học chật hẹp như là cái hộp quẹt. Nói vậy mà cũng nghe được. Sao lại không? Tự nhiên đang ngồi học muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái lớp học, thế là Vi chạy ra khỏi cái lớp học thôi. Lúc đó thấy Vi có ngầu không hả? Thiệt không thể đoán được con nhỏ Vi này, không biết là nó muốn làm cái gì nữa. Có vẻ lo cho Vi nhiều lắm đó. Có phải Phương đã nói Phương không thích Vi và Khanh gặp nhau nữa không? Từ giờ trở đi Vi sẽ không gặp Khanh nữa đâu. Sao tự nhiên Vi lại hỏi vậy? Thì Phương cứ biết như vậy đi. Chạy tới đây. Dạ con nhờ chị áo dài coi giùm chút rồi. Mẹ gặp con một chút nha mẹ. Cái gì vậy? Một chút thôi mà. Vi hả? Dạ. Nghe chị Quanh ở tiệm phở nói là bé Vi có chuyện, mà là chuyện lớn rồi đó mẹ. Mẹ có biết chuyện gì không? Sáng sớm hôm qua. Sáng sớm hôm qua sao hả mẹ? Không có gì.
chắc là không phải chuyện của ba đâu. Hay là ở trường có chuyện gì vậy ta? Có chuyện gì vậy bà? Không có chuyện gì đâu. Ông sao vậy? Tôi biết mà. Bà nghĩ là bà có nói với tôi cũng vô ích nên bà không nói thôi. Không, không phải vậy đâu. Chứ sao bà không nói? Tôi dù có mất trí nhớ tôi cũng là chủ gia đình này mà. Biết rồi, ông là chủ gia đình mình mà. Bà chỉ nói miệng vậy thôi. Chủ gia đình gì mà ai cũng biết, mình tôi không biết. Thôi khỏi đi, tôi có biết cũng làm gì được đâu. Thiệt ra con Vi... Ông à, đừng có lo quá. Cỡ tuổi của mấy đứa nhỏ thì đứa nào chẳng một hai lần vậy. Bà thử nói chuyện với con Vi đi. Nếu ở trường nó có cái gì thì an ủi nó. Thôi, ông đừng lo nghe. Sao? Chưa quyết định được nữa hả? Mày cứ nghĩ ngợi vậy hoài là mày chết đó. Thôi để tao tính vậy đi. Nè, có đồng xu nè. Bây giờ vậy ha. Quăng lên. Nếu mặt trước mày cưới, mặt sau hai đứa chia tay. Gọn quá mà. Nè, tao đang nghiêm chỉnh á, không có giỡn à. Đó, vấn đề nghiêm chỉnh chừng nào thì mình giải quyết đơn giản là tốt, đúng không? Biết đâu chừng cái chuyện này rất tức cười, như trò chơi con nít vậy đó. Nhưng mà biết đâu chừng hiệu quả, trời xui đất khiến rồi sao? Đúng không? Đừng có cãi, nghe tao đi. Thử cái coi. Hả? Tao quăng à. Chuẩn bị chưa? Mặt sau chia tay. Trời xui đất khiến, hai đứa mày phải chia tay. Nè, tại sao chuyện gì mày cũng chen vô của tao vậy? Con người với nhau, đám cưới hay là chia tay, đâu phải lấy cái đồng xu ra là quyết định được. Dẹp cái đồng xu của mày đi. Cười cái gì? Tao hỏi thiệt, mày thích dẻo dài phải không? Thích cái gì mà thích? Mày nói thiệt không? Thích không? Thích không? Thiệt ra mấy ngày rồi không gặp, tao cũng muốn ít ra cũng nghe được giọng nói. Thì có gì đâu khó, vô gọi điện đi, nghe giọng nói. Sợ? Sợ là đúng là cái thằng nhát gan. Mày á, chờ người ta nấu cơm rồi nhân tới mày, lúc mày mày sẽ ăn thấy không? Gọi điện thoại vậy mà cũng không thèm gọi cho ta ăn cuộc nữa. Alo, tiệm áo dài Chanelie nghe đây. Bảo, có chuyện gì vậy? Quyết định rồi hả? Chưa nữa. Nhưng mà quyết định là quyết định. Còn hôm nay gặp nhau đi ăn tối nha. Nè, bộ lời nói của Chanelie này mắc cười lắm hả? Trước khi quyết định, làm ơn đừng có gọi điện thoại cho Chanelie nữa.
Mình phải làm dữ như nhỏ Hiền dặn mới được chứ. Bảo đã rủ mình đi ăn tối trước, coi bộ cái chiêu làm dữ cũng hiệu nghiệm ghê chứ. Yeah! Hiền, Hiền, Bảo mới gọi điện thoại rủ chị đi ăn tối đó. Thiệt hả? Rồi chị có đồng ý không? Không, chị nghe lời em, chị làm dữ với Bảo lắm. Chị giỏi lắm. Ừ, chị đừng có lo, chắc là bây giờ ông Bảo đang sốt ruột lắm đây. Có thiệt không? Thiệt chứ, đương nhiên rồi. Ừ, chị đừng có lo nghe, chị cứ chờ xem thế nào rồi á, nội trong vòng tối nay là ngày mai, thế nào ông Bảo cũng sẽ nói tụi mình cưới nhau đi cho mà coi. Tối nay hoặc ngày mai hả? Ừ. Chị mà cưới được Bảo á, chị sẽ tặng cho em một bộ đồ thiệt là đẹp. Hãy đợi đấy. Tao đã nói là không gọi điện thoại rồi, mày thấy chưa? Mày gọi điện tới bà mừng, bà giả bộ vậy đó. Thôi đủ rồi, tóm lại là làm theo mày không có được tích sự gì hết trơn á. Mày vô duyên vừa phải thôi nghe, tự nhiên trút giận lên đầu tao hả? Vi, tụi mình nói chuyện với nhau một chút đi. Vi không rảnh. Vi làm sao vậy? Lý do gì khiến Vi đối xử với Khanh như vậy chứ? Không có lý do gì hết. Không, đúng là có lý do. Khanh muốn biết lý do đó. Có thiệt là Khanh muốn biết lý do đó không? Phải. Vi chán Khanh, Vi ghét Khanh, nên Vi không muốn gặp Khanh nữa. Bây giờ thì được chưa hả? Con Vi nó mới nói cái gì vậy? Vi! Vi! Hai! Buông ra! Bộ anh không có lòng tự trọng hả? Anh không nghe nó vừa mới nói gì sao? Anh nghe rồi, nhưng anh không hiểu gì hết. Buông anh ra, anh muốn nói chuyện với Vi. Để sao đi anh hai ơi, chỗ này nó không có thích hợp đâu anh hai. Nói ra coi, là đã có chuyện gì xảy ra hả? Anh cũng đang muốn biết chuyện đó. Anh không hiểu tại sao Vi lại đối xử với anh như vậy chứ. Thì ra là con Vi đã làm như vậy mà không có lý do gì hết. Theo anh biết thì không có chuyện gì hết. Đúng là con nhỏ này kỳ cục thiệt rồi đó. Nghĩ cho nó đi anh hai. Nó nói đã quyết tâm nghỉ chơi với anh hai rồi. Hồi sáng này nè, nó nói giống như thông báo với em á, là nó sẽ chia tay với anh hai đó. Có thiệt là Vi nói vậy không? Ừ. Bởi vậy á, anh đừng có để thảm hại quá. Xóa hết hình ảnh của nó trong tim anh đi. Không, anh với Vi tuyệt đối sẽ không bao giờ chia tay. Nếu như Vi có nói chia tay, anh nhất định không đồng ý. Vi, mẹ à, ở nhà có chuyện gì hả mẹ? Đó là chuyện mẹ muốn hỏi con. Con có chuyện gì vậy? Dạ, đâu có chuyện gì. Chị, tại sao con bỏ học? Tại sao con làm cho các anh chị ở ngoài tiệm lo lắng? Dạ, dạ đâu có gì. Tự nhiên vậy cái con thấy chán học, cái tự nhiên cái con cảm thấy lười làm việc. Bởi vậy mẹ mới hỏi, tại sao lại không muốn học lẫn không muốn làm việc? Dạ, dạ, dạ chắc tại trời đẹp. Đẹp. Mẹ, đừng có nghĩ tới chuyện giấu cả mẹ nghe. Con có chuyện gì phải không? Đùng đùng rồi sáng sớm tới nhà gặp mẹ hỏi ba ruột của con đâu, rồi lại đùng đùng bỏ ra khỏi lớp trong giờ học. Mẹ thấy nghi lắm cho nên mẹ mới hỏi.
Bây giờ mẹ đừng hỏi gì con nữa hết. Con không thể nói gì được với mẹ ngay lúc này. Đúng là con có chuyện gì rồi. Con xin mẹ, mẹ đừng có hỏi con nữa nghe mẹ. Mời tới đây. Dạ em mời. Em mời anh. Chúc hai anh ăn ngon. Dạ. Dạ xin mời. Xin mời anh chị qua bên này. Dạ. Xin mời anh ngồi đây. Xin mời hai chị ngồi. Hôm nay coi bộ nó đã bình thường lại rồi đó. Hình như vậy. Mới còn ngày à mà đã tìm lại hình ảnh của mình rồi. Chắc không có chuyện gì đáng lo lắng lắm. Hên ghê. Cho hai tô phở tái, một tô phở chín. Hai tô phở tái, một tô phở chín. Dạ. Chú ơi, hai tô phở tái, một tô phở chín. Anh xuống ăn cơm đi anh hai. Làm ơn đi. Không ráng được một chút sao? Em đi ra đi. Anh không muốn ăn uống gì hết. Còn Khanh đâu? Anh Khanh không chịu xuống ăn cơm bơi. Không ăn cũng không biết nói một tiếng. Để người lớn chờ như vậy à? Ba ơi, ba hiểu cho ảnh đi. Ảnh học nhiều nên dạo này không có khỏe. Hình như trong trường có chuyện gì hả con? Từ lúc đi học về tới giờ mẹ thấy mặt nó không có vui. Con không biết đâu. Con không biết. Con nói thật cho mẹ biết đi. Thằng Khanh có chuyện gì phải không? Mẹ ơi, mẹ đừng có hỏi con chuyện đó được không mẹ? Sự thật thì Vi đòi chia tay với anh hai mẹ. Thật hả? Con Vi nói vậy thật hả? Nhưng mà tại sao chứ? Chuyện đó thì con cũng không biết nữa. Mẹ! Mẹ, cứ để mặt ảnh đi. Bây giờ tâm trạng của anh không có tốt mà. Đi mẹ. Nhưng mà dù sao thì... Thì bây giờ con Vi nó đã quyết định như vậy thì cũng tốt cho anh hai. Thôi, cứ coi như là không biết gì đi nha mẹ. Nghe đi mẹ. Nhưng mà tại sao con Vi nó lại quyết định như vậy chứ? Ai mà biết được lòng nó. Ủa? Hai mẹ con làm gì ở đây vậy? Dạ Phương nó cần tìm cuốn sách đó anh. Dạ. Alo, chị Oanh hả? Em Khanh đây. Vi, có điện thoại nè, Khanh gọi đó. Còn đứng đó làm gì nữa, ra nghe lẹ đi. Chị nói giùm, em đang bận. Chị mới nói là sẽ chuyển máy cho em, bây giờ nói em bận liền sao được. Chị cũng không biết là hai đứa có chuyện gì, nhưng mà phải nói chuyện để giải quyết chứ. Ra nghe lẹ đi. Vi bận lắm. Với lại từ giờ trở đi Khanh đừng có gọi đến tiệm nữa nha. Em với Khanh gây lộn hả? Phải không? Mà đúng rồi. Con trai có lỗi mà. Mình là con gái, mình phải làm dữ lên. Vậy người ta mới sợ chứ, đúng không? Chị Oanh, em với Khanh không có gây lộn đâu. Ủa vậy hả? Vậy thì tại sao?
ăn ghê lộn. Nhỏ Vi này hay thiệt nha, biết cách điều khiển con trai dễ sợ, mình phải học hỏi mới được. Khanh, con đi đâu vậy? Con đi đây một chút. Giờ này con đi đâu nữa? Con về liền mà. Sao Vi cứ thích làm người ta khó chịu hoài vậy? Nếu Vi ghét Khanh chuyện gì, Vi phải nói ra cho Khanh biết chứ. Vi không có chuyện gì để giận Khanh. Vi chán Khanh. Vậy thôi, tụi mình đừng có gặp nhau nữa nha. Hay là mẹ Khanh lại tới tìm Vi? Không phải như vậy. Vi ghét Khanh. Nói như vậy mà nghe được hả? Sao một sớm một chiều lòng người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao? Ngay cả một người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình ở trong bụng cũng có thể bị bỏ rơi, bị lạnh lùng. Đó là lòng người. Tụi mình gặp nhau ngắn ngủi như vậy thì cũng là chuyện bình thường, chẳng thấm tháp gì. Khanh có biết không? Ơn thôi đi. Tụi mình là thiệt là Vi đang học rồi bỏ học chạy ra ngoài không? Đã nói đúng rồi mà. Mẹ có hỏi là có chuyện gì nhưng bé Vi không trả lời trả vốn gì hết. Mẹ có đoán được gì không? Mẹ cũng nghĩ hoài mà không biết chuyện gì hả? Hay là Vi với Khanh có chuyện gì? Em vẫn chưa hiểu Vi hả? Không lẽ nó là cái đứa mà mỗi lần có chuyện với bạn trai là vậy à? Nếu vậy thì là chuyện gì chứ? Cả nhà đang làm gì vậy? Đâu có gì đâu ba. Bà có chuyện gì mà giấu tôi phải không? Giấu làm sao? Không có chuyện đó đâu. Rõ ràng là có. Đã nói là không có mà. Gia đình mình có muốn tôi phục hồi trí nhớ? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Mà sao tự nhiên ông lại nói như vậy? Có một mình tôi không biết bí mật và con Vi đúng không? Mình à, ba thằng Hùng à. Ừ, bí mật là sao hả? Chuyện đó thì bà phải biết rồi. Ba thằng Hùng? Tôi không biết chuyện đó là chuyện gì, nhưng nếu bà muốn tôi phục hồi trí nhớ, bà hãy nói cho tôi nghe đi. Đúng là bà không muốn tôi phục hồi trí nhớ rồi. Sự thật là sao? Con Vi nó không phải là con ruột của mình. Ừ?
tụi nhỏ ngủ hết rồi ha em. Dạ. Còn mấy ngày nữa là con Phương đi rồi phải không? Dạ. Em ráng thu xếp để con sang đó không gặp gì khó khăn nha. Dạ. Con Phương mà đi, thằng Khanh chắc cũng buồn. Dạ, chắc chắn là vậy rồi. Sao Khanh cứ ngồi đây hoài vậy? Vi à, thật sự Khanh không thể nào hiểu nổi tại sao Vi lại như vậy. Khanh nghĩ hoài, nghĩ hoài mà cũng không nghĩ ra lý do khiến Vi lại như vậy. Vi sẽ ghét Khanh. Khanh đừng có làm cho người ta ghét Khanh nữa. Tại sao Khanh cứ làm cho người khác cảm thấy khó chịu hoài vậy? Khanh làm cho Vi cảm thấy nặng nề lắm. Bây giờ Khanh đừng có để cho Vi cảm thấy chán Khanh nữa. Tụi mình đừng có gặp nhau nữa. Vi xin Khanh. Lời đó có thật lòng của Vi không? Thật đó. Bây giờ chắc Vi cũng không cần chiếc nhẫn này nữa. Khanh đem đi đi.